Người xưa có câu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nghe thì kiếm hiệp nhưng lại khá buồn cười. Quân tử gì mà thù dai ghê cơ. Dẫu vậy, trong thế giới bóng đá có không ít trường hợp thù vặt thù dai đến mức người bị trả thù còn chẳng nhớ mình đã gây ra tội lỗi gì. Các bạn còn nhớ đến Balotelli chứ? Siêu tiền đạo lắm tài nhiều tật từng khiến cả thế giới bóng đá điên đảo một thời. Tài năng của Super Mario là điều không ai có thể phủ nhận. Chân sút sinh năm 90 từng được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới vào những năm đầu thập niên 2010. Nhưng đi kèm với tài năng là một cá tính ngang tàn, ngổ báo, thậm chí đến mức điên rồ. Vì thế, Balotelli từng chiếm mọi trang bìa của các tờ báo thể thao danh tiếng và đa phần đến từ những hành động hay lời nói gây sốc tới ốc của tiền đạo này. Có thể gọi Balotelli khi đó là Sugar Daddy bởi anh là cái mỏ vàng để các baby báo chí truyền thông đào lấy đào để. Một trong những khoảnh khắc để đời ông mặt trời nhất của Balotelli chính là pha giật gót đầy kỹ nghệ trong trận giao hữu giữa Manchester City và LA Galaxy năm 2013. Khung thành rồng thênh thang, chỉ có thủ môn trước mặt. Super Mario chỉ cần tung một cú sút đơn giản là sẽ có ngay một bàn thắng nhẹ nhàng như xe đẩy hàng. Nhưng không, với Balotelli làm gì có chuyện ghi bàn đơn giản như vậy. Anh quyết định tạo điểm nhấn để thiên hạ trầm trồ bằng một pha xoay người và tung một cú giật gót đẳng cấp. Quả thật, những ai chứng kiến pha bóng đó đều trầm trồ. Nhưng trầm trồ vì sự hài hước khi bóng đi ra ngoài. Balotelli thay vì là người hùng lại trở thành danh hề trên sân cỏ. Sau trận đấu, ông Sergen Yalcin, huấn luyện viên hiện tại của Besiktas, đã lên sóng truyền hình và gọi tiền đạo này là gã không có não. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 8 năm kể từ sự kiện đó, Balotelli không còn là một tiền đạo hàng đầu và cũng chẳng được báo chí mặn mà mấy. Anh đang chơi cho câu lạc bộ Adana Demirspor thuộc giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, Super Mario vẫn còn ghim những câu nói của Yalcin đến tận thân tâm. Mới đây, trong một trận đấu giữa Adana và Besiktas, Mario Balotelli đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội nhà. Gã trai hư lập tức chạy lại phía khu vực chỉ đạo của đối phương và chỉ tay vào đầu cùng vẻ mặt thách thức. Đây chính là màn trả đũa của Super Mario dành cho huấn luyện viên Yalcin bên phía Besiktas vì những lời nói của ông năm xưa. Một chiếc trả thù ngọt ngào của Balotelli, tuy có hơi trẻ con một chút. Trai hư người Ý cũng đã đăng tấm ảnh ăn mừng bàn thắng lên story của Instagram với dòng status đầy phấn khích. Chúng tôi có bộ não và đặc biệt là có trái tim lẫn tình yêu bóng đá. Tim chúng tôi lớn lắm và chúng tôi tự hào về điều đó. Trước hành động của Balotelli, nhiều cổ động viên tỏ ra hào hứng và tán dương tiền đạo người Ý. Nhưng chủ tịch của câu lạc bộ chủ quản lại không mấy hài lòng trước hành động của cầu thủ đội mình. Tôi ước gì điều đó không xảy ra. Cả những bình luận của Sergen Yalcin 8 năm trước và những gì Balotelli làm đều không đúng. Còn người bị trả thù, huấn luyện viên Yalcin lại tỏ ra thất vọng về hành động kể trên của Super Mario. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cầu thủ làm điều như vậy với một người quản lý. Tôi không thể hiểu tại sao cậu ta lại làm như thế. Có lẽ lý do là cậu ta không gia nhập được Besiktas vào năm ngoái. Điều đó thể hiện tính cách của cậu ta. Dù có đồng ý hay không với hành động trở tre nhưng chất chơi người dơi này, chúng ta đều phải công nhận Balotelli có trí nhớ rất tốt và thêm cả tính thù dai. 8 năm cho một màn trả đũa cũng xứng đáng đúng không? Thế nhưng sự trả thù của Balotelli cũng chỉ là hành động nhẹ nhàng thôi của những thanh niên quậy chơi chơi. Còn các sư tổ trả thù là ác liệt hơn rất nhiều. Không phải đợi 8 năm như bad boy Balotelli, Roy Keane cũng chỉ cần 3 nồi bánh chưng là được trả mối thù của mình với Erling Haaland. Nếu bạn cảm thấy cái tên này có sự quen thuộc không hề nhẹ thì đúng rồi đấy. Erling là cha của Erling Haaland, tiền đạo đang thuộc biên chế Dortmund. Haaland cha từng là hậu vệ thi đấu cho Manchester City và có mối thâm thù với Roy Keane, huyền thoại của Manchester United. Câu chuyện diễn ra trong một trận đấu vào mùa giải 2000-2001. Khi đó, Man City chưa có yếu tố giàu mỏ nên họ chủ yếu dành cả thanh xuân để trụ hàng. Trong một trận derby thành Man năm đó, hai đội thi đấu với tầm thế không quyết liệt bởi Man United đã nắm chắc ngôi vương, còn Man City cũng nắm chắc vé xuống chơi tại giải hạng nhất. Thế nhưng, Roy Keane thì không nghĩ như vậy. Khi trận đấu gần kết thúc, không hiểu vì sao đội trưởng của Manu đã dùng hết 10 phần công lực để tung ra cú đạp, khiến hậu vệ người Na Uy bắn thẳng lên không trung trước khi nằm úp mặt xuống đất, gần như ngất đi vì đau đớn. Sau này, Roy Keane tiết lộ trong cuốn tự truyện rằng ông làm như vậy là nhằm trả đũa. Bởi ở mùa giải 97-98, khi Haaland cha còn chơi cho Leeds đã làm Roy Keane đứt dây chằng sau một pha va chạm. Nhưng theo góc độ của hậu vệ người Na Uy, rõ ràng ông va chạm xương xương thôi mà đã ngã ra như vậy. Vì thế, Haaland cha đã tiến lại, hét vào mặt Keane rằng ngưng diễn đi. Cày cú vì câu nói đó, Roy Keane ôm mộng trả thù.
và 3 năm sau, sự việc kể trên đã diễn ra. Cựu tiền đạo người Ireland cũng thừa nhận ông đã cố tình chơi all-in trong cuốn tự truyện. Tôi đã đợi gã 180 phút hoặc 3 năm nếu tính cả thời gian ngoài sân cỏ. Tôi đợi đã đủ lâu để tung ra một đòn thật mạnh. Nhận lấy đi thằng chó chết và đừng bao giờ giễu cợt về việc tao giả vờ chấn thương. Rồi cũng chả đợi trọng tài rút thẻ đỏ, tôi quay lưng bước đi. Tôi biết chả hay ho gì khi khoe khoang việc triệt hạ đối thủ. Nhưng quả thật tôi muốn hắn lĩnh đủ. Tôi không hối hận việc cú ra chân đó. Dù sao đây là bóng đá, là chiến đấu, là nơi chó ăn thịt chó. Cũng chính vì mối thâm thù từ Halincha với Roy Keane, nhiều người hâm mộ nói vui rằng Manchester United sẽ chẳng bao giờ có được chữ ký của Erling Haaland. Cũng phải thôi, thù từ đời bố lần kia mà, trách ai bây giờ? Nói về người có nhiều mối thâm thù nhất giới túc cầu, có lẽ ít ai qua được Jose Mourinho, người đặc biệt với tính cách mạnh mẽ, không va chạm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và với cái tính cách thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, đã nhiều lần khiến người khác phải ngứa tai gai mắt. Không chỉ đối thủ, mà cả các học trò của Mourinho cũng ghim thầy mình đến tận xương. Đơn cử là trường hợp của Samuel Eto'o. Báo đen người Cameroon và Mourinho từng làm việc cùng nhau tại Inter Milan. Thậm chí, họ còn giành cú ăn ba lịch sử vào mùa 2009-2010. Mối quan hệ giữa hai người lúc đó rất khăng khít. Thậm chí, Eto'o còn tuyên bố rằng mình chỉ phục tùng Mourinho mà thôi. Vào mùa 2013-2014, khi ông thầy người bồ ngỏ ý muốn tái hợp tại Chelsea, Eto'o không mất một giây để gật đầu đồng ý. Hảo học trò. Nhưng khác với tưởng tượng, cuộc hội ngộ tại Stamford Bridge lại khiến tình thầy trò gắn bó như keo 502 ấy bị vỡ tan tành. Trong một buổi trò chuyện riêng tư của người đặc biệt ở Pháp, sau đó được đài Canal Plus đăng tải, Mu nói: "Đúng là chúng tôi có Eto'o, nhưng cậu ta đã 32 tuổi rồi, mà cũng có thể là đã 35, tôi chả biết được." Có lẽ bị chạm tự ái sau pha châm chọc đó, Eto'o ngay lập tức có màn ca khịa thầy mình chỉ vài ngày sau. Cầu thủ người Cameroon đã có màn ăn mừng độc đáo khi chạy ngay về phía góc sân, lấy một tay tựa vào cột cờ, tay còn lại chống lưng khom người, ra vẻ như một ông lão. Phóng viên của Sky Sports chấp thời cơ phỏng vấn Mourinho sau khi chứng kiến pha trêu chọc của Eto'o và người đặc biệt như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Pha ăn mừng ấy của Eto'o thật thú vị, cậu ấy có óc hài hước để làm nên một câu chuyện cười ngày hôm nay. Eto'o là một tiền đạo quan trọng đối với chúng tôi. Tôi đánh giá cao cách cậu ấy giữ bóng, di chuyển rồi ghi bàn. Với việc Mourinho xuống nước, tưởng chừng câu chuyện sẽ khép lại ở đây. Nhưng không, Eto'o không chỉ thù vặt mà còn thù dai nữa. Không lâu sau đó, Eto'o đã lên tiếng cà khịa không thương tiếc thầy của mình trong một cuộc phỏng vấn. "Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi về kỳ World Cup cuối cùng của mình. Tôi đã 33, đã già và không cần một kẻ ngốc nói hộ. Các bạn cũng biết điều đó. Nhưng đôi khi người già lại có ích hơn lũ trẻ đấy." Và Eto'o đã thể hiện mình là chúa thù dai thêm một lần nữa. Trong trận giao hữu giữa Cameroon và Đức trước thềm World Cup 2014, Eto'o lại một lần nữa tái hiện pha ăn mừng ông già sau khi ghi bàn san bằng tỷ số cho đội nhà. "Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả." Quả đúng là thanh xuân như một tách trà, sống mà không cà khịa chén trà mất ngon. Người ta thường nói rằng cách trả thù hay nhất chính là sự tha thứ. Điều này cũng rất đúng, nhưng đôi lúc trả thù bằng hành động hay lời nói cà khịa lại mang đến thêm nhiều mảng màu thú vị cho thế giới túc cầu. Chưa biết hậu quả có ra sao, nhưng trước mắt, người trả thù được hả hê trước đã. Các bạn thích màn trả thù nào nhất? Hãy comment bên dưới để chúng mình được biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!